mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cả nhà mình một ngày mới vui vẻ nha. Thì sáng sớm hôm nay hai mẹ con mình đi thăm cái tay lưới cá sặc. Thì ở sau nhà mình có một cái dũng nó rất là sâu, cho nên mình không có tát được. Thì mình có mua cái tay lưới về mình đặt thử nè. Thì bây giờ sáng sớm nè, hai mẹ con mình đi dỡ cái tay lưới. Thì đây là cái dũng mà sau nhà mình nè, cả nhà, nó lớn lắm. Thì bây giờ mời cả nhà mình đi theo dỡ lưới về cùng với hai mẹ con mình cho vui nha. Nếu cả nhà mình nếu yêu mến kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog thì cả nhà hãy bấm đăng ký kênh và like, chia sẻ để ủng hộ cho kênh hai mẹ con mình nha. Trời ơi, cả nhà ơi, gắn cả nhà ơi. Còn sống không? Ở gì ghê quá hả? Ôi. Ôi. Cái nước hả? Bự không? Thấy cái kinh nặng này quá hả? Ôi. Trời ơi. Không lẽ không? Trời ơi, cái nước còn sống luôn. Rách luôn tay lưới luôn rồi. Ghê quá. Rồi, ngày qua đây còn cái này nữa nè mẹ. Được một con cá sặc. Để mày gỡ con gắn nó coi. Gắn gì? Con nước. Mẹ theo mở. Bự quá hả mẹ? Vậy là bự đó. Ừ, vậy là bự lắm rồi đó. Vậy là nó mới dính hả mẹ? Nó mới dính cho nên nó còn sống á. Bây giờ mẹ cắt lưới luôn chứ mẹ ấy là nó quấn vô lưới nữa. Hy sinh luôn ơi. Phải tước đại lưới luôn. Nhưng mà nó có cắn không? Cắn đấy cũng cỡ 200 gram không ta? Con là con không dám cầm vậy đó. Ghê quá mẹ ơi, cầm ghê quá. Ở đâu hả? Ủa còn con này sao không gỡ? Ủa mấy cá hả? Còn con nè. Đây là cái sặc ở quê mình nè. Mình mới cân gắn này thử á, được 400 gram á cả nhà. Mua cái tay lưới có 10 ngàn mà dính được con rắn 400 gram là lời lắm luôn rồi. Rách lưới nó cũng không sao luôn nữa. Em có bị coi có trứng không mà sao cái bụng nó bự quá. Nó ăn cọng. Bây giờ mẹ sẽ làm con rắn sạch rồi sau đó mình sẽ để cho nó ráo. Rồi hai mẹ con mình sẽ đi ra vườn hái lá cách. Thì hôm nay mình sẽ làm món rắn xào lá cách xả ớt nước cốt dừa. Đó thì chút nữa mình mời cả nhà đi ra ngoài vườn cùng hái lá cách với hai mẹ con mình cho vui nha. Hái lá cách đi cả nhà.
Bữa nay chị Ly chị không có qua cho nên hai mẹ con mình say mồi luôn. Đây là lá ngắt. Thịt cắn mà xào với lá cách với xả ớt là ngon lắm luôn. Mình ăn vậy là mấy ông nhậu ông buồn lắm. Cả nhà xem ở Bến Tre á, nhìn xung quanh á, toàn là dừa thôi mà cả nhà. Cả nhà ấy dừa vậy thôi chứ không có gì á. Cây trái á, cả nhà xem cây dâu nha, nè. Đó, nước mặn vừa gọi cây dâu á, chết luôn. Nguyên hàng dâu cây nào cũng chết. Mình làm món này, món thịt rắn xào lá cách này, chắc anh hai anh xem clip xong anh chảy nước miếng ạ. Rồi thôi được rồi mẹ ơi, nhiêu đây đủ rồi. Nhiêu đây đủ ăn rồi. Một nắm luôn rồi. Giờ mình ghé mình nhổ xả nữa. Xào lá cách thì không thể thiếu xả ớt. Giờ mình sẽ ghé mình nhổ xả luôn. Cái bụi đó con nghĩ mình nhổ hết luôn á. Sẵn hay đem về bên nhà mình trồng luôn. Mình nhổ gì xả mình nhổ một bụi luôn. Giờ rắn của mình đã làm sạch rồi nè cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm món rắn xào lá cách với cốt dừa. Nên là mình phải lấy cái chai thủy tinh á, mình dần con rắn gì nè. Thì con rắn của mình sẽ rất là mềm. Mà không biết bạn rắn có kỹ cái chai thủy tinh không, không biết. Nhưng mà mình dần qua cái chai thủy tinh gì con rắn mình nó sẽ mềm lắm. Sau đó thì mình mới bầm nha cả nhà. Nhấn lần nữa nó lớn quá cho nên là nó hơi cứng. Rồi cả nhà coi cái xương đó. Cái xương nó tan nát luôn. Không biết nó có kỹ với cái chai thủy tinh không biết. Thì bây giờ mình sẽ dần nó cho nó mềm thiệt mềm. Mình sẽ bầm nhuyễn ra. Con rắn này chắc nó sống lâu năm lắm rồi nè, cho nên cái da của nó mình bầm xuống không có đứt luôn. Da nó dày nữa, bầm lâu nhuyễn vô lắm. Món rắn xào lá cách nước cốt dừa xả ớt cũng là một cái món rất là đặc sản của người miền Tây luôn á cả nhà. Rất là ngon. Món rắn xào lá cách thì mình phải bầm nhuyễn như thế này nè. Thì nãy giờ mình bầm cũng được 30 phút rồi. Bây giờ thịt rắn bên đây cũng đã nhuyễn. Mình bầm nhuyễn vậy là lúc mình xào mình ăn nó không có bị xương. Rắn xào lá cách nước cốt dừa thì không thể thiếu sả, nghệ và ớt. Thì bây giờ mình sẽ bầm nhuyễn ba cái loại gia vị này để chút nữa mình sẽ ướp thịt rắn. Bây giờ rắn của mình cũng đã bầm nhuyễn rồi. Thì bây giờ mình sẽ để sả với ớt với nghệ mình để vô. Mình chừa một miếng để chút nữa mình phi lên cho thơm. Bây giờ mình sẽ cho 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 xíu muối và 1 muỗng cà phê nước mắm nha cả nhà. Để cho cái thịt rắn mình nó xào lên nó sẽ thơm hơn. Lá cách tốt quá trời luôn ha.
sáng nay mình giăng lưới mình bắt được con gắn với được con cá phi với hai cá sặc, thì giờ mình sẽ đem mình chiên luôn. Giờ thịt rắn của mình đã ướp nãy giờ nó cũng thấm rồi, giờ mình đem mình xào luôn. Nước cốt dừa mình cũng đã vắt rồi nè, đây là cái nước cốt giảo, thì bây giờ mình sẽ đem qua mình xào trước. Chừng nào cái nước cốt, chừng nào rắn mình nó chín thì mình sẽ để nước cốt nhất vô. Bây giờ mình sẽ để nước cốt nhất vô. Nó sôi lên là bắt đầu mình sẽ để lá cách nữa là xong. Bây giờ mình sẽ để lá cách vô. Này có ham nóng đâu. Rồi thôi, bữa cơm chiều của hai mẹ con mình cũng xong rồi, giờ mình mời cả nhà ăn cơm nha. Ít đi, để nhiều quá mày ăn. Gắn xào lá cách, nước cốt dừa, cá chiên, nước mắm, dầm nước mắm, rau muống, sổ tỏi, heo, củ hoa hầm. Món. Rồi thôi mình mời cả nhà ăn cơm chung với mình cho vui nha. Cái dĩa cắn xào lá cách nè chị, mà em ăn cơm chắc mấy anh biết nhậu chắc hờn em dữ lắm nè. Này chắc phải nửa lít à. Thịt rắn xào lá cách, nước cốt dừa.
Rồi thôi mình xin tạm dừng clip ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video clip tiếp theo nha. Cả nhà yêu mến kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog thì hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ cho kênh của mình. Và nhớ bấm vào cái chuông á,